Rồi mình xin chào quý vị và các bạn. Xin chào cả nhà mình nha. Trước hết thì cả nhà mình cho mình là gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình. Ở nhà mình coi hai mẹ con nó nằm thì giỡn nè. Tại vì ở mà bỏ ra nền gạch là bé đi không có được, trơn đi không được. Bỏ vô cái rổ này, cái này nó nhám nè cả nhà. Coi coi hai đi giỏi, hai mẹ con giỡn rồi nắm áo mẹ gị rồi. Đó. Xé áo mẹ gị đó cả nhà thấy không? Trời ơi, nhìn kỹ ở nhà nhìn kỹ coi. Béo quá luôn. Dễ thương chưa? Đi vòng đi vòng khám phá tùm lum hết. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 8 hả cả nhà. Là bé tròn được 1 tháng tuổi. Bé bên nay là chính thức tròn tháng tuổi nha cả nhà nha. Thôi con ngồi chơi với mẹ đi. Ngồi đó chơi với con. Rồi đó không có ra. Ra là mũi vô á. Rồi mũi ra con. Đó, cả nhà thấy là hôm nay là bé tròn đúng tháng tuổi, là bé đi vòng giỡn biết giỡn với mẹ rồi, nắm áo mẹ giật nãy giờ rồi. Là hôm nay là nó giỡn với mẹ kìa cả nhà. Đó trời ơi, giỡn kìa, tung tung luôn kìa. Ở ngoài thì cái nền gạch đó trơn bé đi không có được. Bỏ vô trong cái rổ nó nhám thì bé giỡn luôn, lung tung luôn cả nhà không? Đó thấy hai ba con giỡn gì dễ thương ghê không? Dễ thương thiệt. Đó trời. Vậy là hôm nay bé tròn tháng tuổi thì bây giờ là mình xin đặt tên cho bé luôn đi cả nhà nha. Thì trong mấy clip vừa qua thì cả nhà mình đặt tên cho bé rất là nhiều. Nào là tên KK nè, đệ nè, rồi là Lucky thì mà lúc sau này thì cả nhà mình cũng có nói với mình nếu mà phát âm đúng là nó là Lucky. Thì Lucky hay Lucky gì cũng là cái nghĩa của mình là vậy thôi cả nhà ha. Thôi thì bây giờ chủ yếu là mình chọn tên nào để chọn cho bé luôn. Thì cả nhà mình cũng nói là tên KK đệ cũng rất là hay, cũng rất là vui. Tại vì là con làm gì với mũi. Trời ơi, con này cả nhà chen vô đứng giữa mới chịu nè. Trời ơi. Cả nhà mình nói là tên mẹ tên là tỷ mụ tỷ gì tên là muội. Thì ý là muốn đặt cho bé con của tỷ là tên như bộ phim Hồng Kông luôn á, là một là KK hay là đệ gì đó, nhưng mà cũng cả nhà vô nói là cái tiếng KK dịch ra thì còn không được hay. Mình nghe mình thì không hiểu là dịch ra không được hay là sao không biết, nhưng mà nghe nói là nếu mà phân về dây dế là KK có nghĩa là anh của mẹ, đại khái vậy. Thì thôi bây giờ mình xin lấy tên cho bé là Lucky đi ha cả nhà ha. Cả nhà mình có thống nhất với mình là đặt tên cho bé là Lucky không nè? Không, đang bú rồi cả nhà. Trời ơi, mà mũi bà vô duyên thiệt luôn á, không còn nói tả luôn á mũi ơi. Con vô duyên chúa luôn á mũi. Người ta đang quay phim thì con chen vô chính giữa, con ứng cản camera, rồi người ta đang bú rồi con chui vô con hửi. Con thiệt cái đại vô duyên á. Vô duyên chúa nè. Vậy thì thôi bây giờ cả nhà mình thống nhất đặt tên cho bé là Lucky cả nhà ha. Tên rất là dễ thương, cũng cả nhà mình cũng nói là mang một cái ý nghĩa là may mắn. Thì mình thống nhất đặt cho bé tên Lucky. Trời ơi, bằng cái áo rồi con chừa đúng cái vú này ra là ôm mỗi cái vú nó bú rồi. Cả nhà mình coi đó, hai mẹ con giỡn nhau nè. Trẻ lẹ lắm rồi. À, bò ra cả nhà nó, bò ra cả lùn quá. Mấy con trước thì bò ra được rồi, con này lùn quá. Cầm xuống chơi đi, xanh đưa vú lên cho con bú, trời ơi. Này mà còn giỡn ra nhà nha. Giỡn lành ghê luôn. Giỡn. Bỏ nậu mẹ đây.
Rất là vui cả nhà ha. Nhưng mà nói chung là thấy bé mặc dù là tỷ tỷ sữa thì cũng hơi ít, nhưng mình cũng chia sẻ cả nhà coi đó, là em mình nói là cả nhà thấy là sữa tỷ tỷ nè, nói chung là rất là cạn kiệt, rất là ít, nhưng mà bé rất là khỏe. Có lẽ là ít thì kiểu như mình nóng ruột quá mình thấy ít mình nói vậy thôi, nhưng mà thật ra chắc là cũng đủ cho đủ nuôi bé rồi ha cả nhà, thì bé nó cũng tròn vo à. Chắc có lẽ là đủ nuôi bé, tại mình sót ruột thì mình nói vậy thôi. Bây giờ là giỡn ngoài giỡn là âm vú bú tiếp. Thì mình cũng giống như cả nhà mình là rất là thấy bé khỏe mạnh, rất là vui mừng. Cảm ơn cả nhà mình đã là chia sẻ cho mình khoảng thời gian vừa rồi là cùng nhau chăm sóc cho bé, là cả nhà mình hướng dẫn mình làm mọi việc, nói chung là nhiều thứ. Thì giờ cả nhà mình biết chia sẻ cho mình thì mình tiếp thu ý kiến của cả nhà mình hết để cùng nhau chăm sóc cho bé được khỏe mạnh. Thì hôm nay là bé sẽ biểu hiện lại cái sức khỏe của bé cho cả nhà mình xem, bé rất là khỏe, vậy là rất là mừng cả nhà ha. Đó, vui. Lót vô mình lót đồ vô cho bé thì là tỉ tỉ vô, tỉ tỉ cào 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 bươi dùng cục lại, có bữa là đậy con lại luôn cả nhà, đâm ra phải lấy ra. Nó đâm ra lấy ra, chứ mình lót vô là tỷ tỷ vô tôi kiểu như cái bản năng của tỷ tỷ mà vô là tỷ tỷ lấy chân, tỷ tỷ môi là tỷ tỷ đùa lại là quấn con lại luôn. Rồi ở đây cũng vô tham gia nữa nè cả nhà, đang vô tham gia nhìn nữa nè. Cả nhà mình nghe ghê không? Trời ơi, đuổi bên kia rồi qua bên đây ngồi nữa, chen nữa. Vô luôn. Chen nữa. Nó chen vô, nó bắt, nó nhất định nó phải là ngồi kế đó cả nhà. Coi nó vô duyên không? Vô duyên dữ lắm, vô duyên. Kêu với cả nhà đầu ra, thấy một mũi đầu ra. Trời ơi, làm hoài vậy trời. Chiếp ơi, bỏ ra với một mũi cả nhà. Bỏ ra với một mũi nè. Mình cái máy nó hơi rách lắc hay cả nhà thông cảm nha. Bỏ ra giỡn với một mũi nè, trời ơi, dễ thương không? Đó. Đây là hai dì cháu. Đây cháu đang giỡn. Con dựng vô duyên nha muội. Con của người ta lại cái thấy giỡn cái tỷ ngóc đầu lên cái người tỷ nằm xuống tỷ nhường con á. Tỷ có sợ con đâu. Bà này thấy muội tắn tới luôn cả nhà. Trời ơi coi giỡn với muội kìa. Trời ơi hai người liếm kìa. Hai người liếm kìa, hai đứa kìa. Trời ơi. Thằng thích muội dữ vậy hả? Lúc kì trời ơi bả vô viên chúa thì người ta hai mẹ con ta đang chơi phải chen giữa phải nằm chuyến này là con phải ráng làm mẹ nha không nha không tỷ tỷ là ba không có cho sinh nữa rồi á là con không làm mẹ là con không có con nựng đâu, còn mình con á cho con làm mẹ một lần. Mà con làm mẹ không được thì con ráng con chịu. Con làm mẹ cái đẻ ra chắc bà nghi chắc bà mở cái tiệm bán than quá. Mở tiệm bán than, nó cho bán nguyên ổ than luôn. Coi hai đứa nó kìa nha, dễ thương dễ sợ không? Trời ơi ngủ nha. Bé nhỏ cũng thích mùi luôn cả nhà. Mùi lấy đầu ra rồi chui đây với mùi kìa. Bỏ mẹ rồi. Người ta đi ngóc đầu lên thì mùi giật ra. Cái này là không phải tại mùi nha con, cái này là tại con của con nha không? Con của con là mượn mùi chơi, mượn gì chơi chứ không phải là gì đòi nha không? Rồi
cái đội kìa. Rồi, ở đây cũng muốn tham gia nữa nè cả nhà. Chiếp ơi. Nhà mình vui quá à. Chiếp ơi. Sầu luôn á bà. Rồi, bên kia, bên kia, bên kia nằm giống em tỉnh bơ luôn cả nhà. Trời ơi, còn đây lượm. Mình nói rồi, mấy lượm nhà mình xuống lắp cái nhà ơi. Gái Út mình đang ôm á. Thôi, đồ theo cái bà mũi. Chiếc ơi, đang ngủ rồi con. Chị Tỷ nuôi con giỏi quá à, Tỷ ơi. Đi nằm xuống nha. Ừ. Rồi, giỡn với Tỷ Tỷ phái chứ. Thôi Tỷ à. Thôi thôi. Kêu nó, kêu mũi mũi kìa cả nhà. Kêu ứ mũi ra cái kêu mũi. Giỡn rồi. Con ngồi cái tướng này con, ba không thấy được cái mặt của con làm sao mà cả nhà thấy được cái mặt con muội. Nó thấy vậy là sao thấy được cái mặt của con. Không thấy được cái mặt của con luôn, con ngồi đó vậy con ngồi xe chiều ba sửa hoài, con cứ đổi chiều hoài. Ờ. Mình còn không thấy mặt nó nữa sao cả nhà thấy được cái mặt nó? Rồi hai mẹ con kìa. Không, bạn Quang Nguyễn là nói với mình, chia sẻ cho mình biết là không nên cho mụi gần nhiều á, là có thể là mụi Tỷ Tỷ trầm cảm và mất sữa luôn á. Cũng đúng á, cái đó là tâm lý kỹ thuật của người ta đó. Nhưng mà chắc con của mụi này cũng khỏe mạnh, ý quên con Tỷ Tỷ này cũng khỏe mạnh rồi. Cho mượn xíu lỡ rồi cho mụi nựng xíu là bạn Quang ơi, còn nghiệp mụi quá. Đòi mụi không à. Ít chơi với mẹ mà chơi thích chơi mụi mới ác chứ. Thôi trả nha. Trả. Rồi là giỡn với mẹ đi. Hai mẹ con ôm nhau giỡn đi. Đây ra tham gia đây. Đây đang cô đơn. Đây đang có đôi có bạn. Đây là hai bà già luôn, chứ không phải một bà già nha cả nhà. Hai bà già. Còn đây đâu? Còn đây đâu? Trời ơi, nằm trong áo nó quắn được quắn thế. Trời ơi, nó sướng. Sướng kìa. Ôi ôi. Nhẹ nhẹ em nha con. Ngồi rảnh con chà lưng massage cho em nha. Massage cái lưng á. Massage thường vô có ổ ngáp nữa chứ. Massage thường. Chỗ ai. Quay trở lại hai mẹ con. Rồi vậy là hôm nay mình quay hai mẹ con của Tỷ Tỷ và các bé còn lại cho cả nhà mình xem. Thì mình cũng thông báo với cả nhà mình đó là bé hôm nay đúng tròn một tháng tuổi. Và rất là lanh, rất là khỏe mạnh. Và cả nhà mình đặt tên cũng rất là nhiều về tên Lucky. Thì hôm nay là gia đình mình và cả nhà mình là quyết định là lấy tên Lucky đặt cho bé cả nhà ha. Kể từ hôm nay là gia đình mình sẽ kêu bé bằng Lucky nha cả nhà. Đây, Lucky ơi. Ok. Trời ơi, giỡn hai mẹ con giỡn á. Lucky hay Lucky gì thì cả nhà mình cũng thông cảm cho mình nha. Tại vì mình cũng mình là quen cái tiếng đó là kêu Lucky nha cả nhà. Lucky ơi, Lucky.
Còn đây lại muốn nhìn qua hai mẹ con. Cái chip dễ thương lắm nha. Nữa kẹo nữa. Chip ơi. Chip. Đúng một tháng tuổi cả nhà ơi. Nếu mà tính ngày là làm như có 31 á. Nếu mà tính ngày là dư ngày. Tất kỳ trong tháng cả nhà ơi. Vậy là ở Việt Nam mình á cả nhà, là bà là bé giống vậy nè, là màu tròn tháng vậy nè, là bắt đầu là ngày mai là uống thuốc sổ đầu tiên. Là bà bác sĩ ở Việt Nam mình là dặn mình là như vậy, là cứ mà đúng một tháng tuổi là sẽ cho bé uống sổ Jun là lần đầu tiên trong đời của bé. Rồi bắt đầu là 10 ngày sau có nghĩa, hoặc là 14 ngày sau, là 2 tuần sau đó là bắt đầu là chích mũi thuốc ngừa đầu tiên. Mũi thuốc này là gồm 7 trong 1 đó cả nhà. Vậy là hôm nay là ngày mai là bắt đầu là mình sẽ cho bé uống thuốc sổ Jun nha cả nhà ha. Ngày mẹ con dở thấy thương dễ sợ luôn, nắm áo mẹ giật mẹ nằm im. Ra nền gạch thì đi không có được, vô trong đây đi lẹ như cái gì vậy. Lucky. Còn vô viên chúa luôn á muội. Mẹ con ta đang chơi con xía con vô. Tội nghiệp thiệt luôn á. Con nghiệp thiệt luôn cả nhà, nhưng mà tại con với tại ai. Bây giờ cứ ấy con ngồi con rình con dòm riết à. Ngồi rình dòm giống như thèm thịt và nước miếng chảy xuống luôn mới ghê chứ. Nhiễu luôn á. Thèm gì dữ vậy? Mấy biểu con không đẻ chi. Cứ lấy được xí được con của tỷ rồi, bắt đầu là tỷ lại là ngược lại tỷ, đủ tỷ đi, ý là vậy đó. Muốn xí luôn, muốn xí làm của luôn à, không làm con riêng luôn hả? Hả? Đâu ra sẵn hả? Hả? Nó đẻ đấy luôn. Nó thấy không? Mà Lucky cũng chịu muội nó dung. Ôi, hử với muội, liếm với muội lia lẹ luôn á. Muội dễ thương ai cảm thích. Nó ngừ lại ngược lại tỷ à, tỷ. Con vô viên quá à. Cho em mở chơi chim buồn luôn đấy. Nó chậm ra chậm thôi. Sợ chiếc. Mùi mùi sợ chiếc. Đâu mà ông trai lên cho cả nhà xem cái coi hôm nay tròn tháng tuổi đâu đó. 1 2 3 đặt tên cho bé đi, làm lễ đặt tên cho bé đi. 1 2 3 đặt tên Lucky. Dễ thương dễ sợ. Để xa ra cái mặt đẹp nó như cục bông rồi cả nhà, nó đúng như cục bông hả. Liếm mẹ con heo con. Chừng cỡ 5 ngày nữa là đi lậm là bỏ xuống nền gạch đi được rồi cả nhà. 5 ngày nữa thôi. 5 ngày trở lại là mình nói bỏ xuống nền gạch là đi giống như trong rổ luôn á. Là lúc đó chạy lậm đẩm rồi đó. Rồi chừng cỡ thêm 5 ngày sau nữa bắt đầu là đi sửa dép. Mà nó thiệt. 5 ngày sau bắt đầu là đi lậm đẩm nha, ra nền gạch đi được nha. Rồi cộng thêm 5 ngày nữa bắt đầu là sửa dép à. Lúc đó là Thành không biết là thợ chuyên nghiệp hay không, không biết chứ muội có truyền nghề không thì không biết, nhưng mà chắc chắn là phải có.
bị mỏ bơ vơ mà già bơ vơ thì mỏ bơ vơ về ở nhà mà xã mình đi cái đứng nhìn không nhìn theo, nhìn theo bơ vơ đi giống chim cánh cụt quá ha, chừng ai sao bẹp 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 ra giống chim cánh cụt không cả nhà cánh cụt quá ba. Rồi vậy là hôm nay mình quay các bé cho cả nhà xem một chút xíu nè, xong rồi mình sẽ quyết định đặt tên cho bé là Lucky nha cả nhà ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem video clip ủng hộ cho mình nha cả nhà. Rồi rất mong được sự ủng hộ của cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình trong khoảng thời gian vừa qua đã ủng hộ cho mình rất là nhiều ha cả nhà ha. Yêu các bé và ủng hộ kênh cho mình rất là nhiều. Rồi mong rằng cả nhà mình sẽ tiếp tục yêu thương các bé và ủng hộ kênh cho mình nha cả nhà. Rồi vậy mình xin chào tạm biệt cả nhà mình, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha cả nhà nha. Rồi Lucky xin chào cả nhà, Lucky đâu rồi, Lucky xin chào cả nhà, Lucky chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà đợi trong clip tiếp theo. Lucky xin hẹn cả nhà mình trong vòng 10 ngày sau Lucky sẽ thành một thợ sửa dép chuyên nghiệp. Thợ sửa dép chuyên nghiệp, xin chào cả nhà.